Chào mừng các bạn đã trở lại với series Kết nối Việt Cana, chương trình gắn kết giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa. Mình là Tuấn. Và mình là Dung. Chúng mình đến từ Honto TV. Hiện tại, chúng mình đang có mặt tại lễ hội Việt Nam Festa in Kanagawa 2024. Từ ga Nihon Odori đi đến nơi tổ chức lễ hội chỉ có 1 phút đi bộ thôi. Hôm nay hãy cùng theo chân chúng mình khám phá lễ hội nhé. Và trước khi đến với lễ hội, chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ đến từ thống đốc tỉnh Kanagawa nhé. ここに来るとですね、ベトナムの雰囲気が 味わえるということですね。やはりこれだけたくさんの方が来られるというのは、やはりそのみんなベトナムに対してすごい関心があるんだと思いますね。関心があるけど、じゃあどんなものなのかなって、なかなかこうわからないところがあって、ここに来るとですね、ベトナムのその伝統的な文化も、今のベトナムもファッションも、そして食事も全部わかるということでですね、あ、ベトナムでこんなところだったんだと思うと、やっぱり行ってみたくなるというね。 Vietnam Festa in Kanagawa là lễ hội văn hóa Việt Nam thường niên được tổ chức tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. Khuôn viên lễ hội được chia thành 4 khu vực chính, bao gồm con đường Nihon Odori, trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa, công viên Zonohana và Zonohana Terasu. Hàng năm, lễ hội thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan với khoảng 30 gian hàng ẩm thực đến từ các doanh nghiệp cũng như rất nhiều các hoạt động văn hóa và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Thấy năm nay lễ hội có vẻ rất là được đầu tư với nhiều gian hàng em nhỉ? Đúng rồi chị ạ, lễ hội năm nay thì được đầu tư vô cùng hoành tráng. Với các gian hàng, ví dụ như gian hàng ở Decom đây, chúng ta đang thấy có rất nhiều khách tham quan đang chờ để bốc thăm trúng thưởng. Bên cạnh đấy thì có cả khu đèn lồng để mọi người có thể chụp ảnh lưu niệm với nhau đó chị. Thế năm nay hình như Visa có cả tham gia lễ hội đấy, không biết có hoạt động gì nhỉ? Đúng rồi chị ạ, các năm trước thì Visa cũng tham gia Festa đấy chị. Thế thì chị em mình cùng vào xem năm nay Visa mang đến hoạt động gì chị nhé. Ok, mình cùng vào ha. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về gian hàng của Visa năm nay cũng như là hoạt động Visa năm nay gửi tới Festa được không ạ? Vâng ạ, thì năm nay ở Festa, Visa chúng mình có gian hàng bếp ấm vùng cao. Chúng mình có những món đồ mà mang rất là đậm chất Việt Nam và được bạn bè quốc tế rất yêu quý. Ngoài ra thì chúng mình cũng có sách thiện nguyện được quyên góp từ cộng đồng và chúng mình bán ra với giá tùy tâm. Các số tiền thu được thì chúng mình sẽ quyên góp cho một dự án thiện nguyện ở Việt Nam. Và ở Festa in Kanagawa lần này thì chúng mình đang đồng hành với dự án nuôi em Mộc Châu. Đúng là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đúng không chị? Ý nghĩa nhỉ. Chúc cho Visa năm nay sẽ có thể đạt được thành công cũng như là quyên góp được thật nhiều cho các em vùng cao ha. Cảm ơn các bạn. Hình như Tuấn đang học tập và làm việc tại Yokohama đúng không em? Mỗi năm thì em có tham gia lễ hội không? Đúng rồi chị ạ, hiện tại thì em đang học tập và làm việc tại Yokohama. Thì các năm trước em cũng tham gia Festa và tham gia các trò chơi ở khu trò chơi và ăn uống ở khu ẩm thực này này chị. Chị nghe nói là năm nay có khoảng hơn 30 gian hàng ẩm thực tham gia đấy, với đa dạng các món ăn Việt Nam. Như em nhìn thấy này, có cả bánh mì, bún, phở, hay là có cả đồ chay, chè hay là nước, cà phê nữa. Hôm nay hơi nóng hay là mình cùng đi uống cái gì mát mát không em? Thế thì để em dẫn chị đi chọn nhá. Ok, đi okay. Thôi. Chị ơi, tiếp theo hình như sẽ có tiết mục biểu diễn múa truyền thống và tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam đấy. Hay là chị em mình cùng qua đấy xem thử nhé. Ok. Sân khấu Việt Nam Festa in Kanagawa luôn diễn ra sôi động với những tiết mục như Yosakoi, múa truyền thống, nhảy hiện đại. Đặc biệt, đến với năm 2024, có sự tham gia biểu diễn của nữ ca sĩ Orange đến từ Việt Nam. Ở Việt Nam có một cái điều rất là riêng biệt, đó là dù ở bất cứ đâu thì sẽ luôn ủng hộ cũng như là cổ vũ cho nghệ sĩ Việt Nam rất là nhiệt tình, rất là sung. Và Nhật Bản cũng không là ngoại lệ, Kanagawa cũng không là ngoại lệ luôn. Ngày hôm qua thì khán giả rất là đáng yêu và cũng giao lưu với Cam rất là vui vẻ. Thì ngày hôm nay Cam hy vọng rằng là mọi người sẽ đông hơn, vui hơn. Tại vì chỉ có ngày hôm nay nữa thôi là Cam biểu diễn ở đây.
Cho nên hy vọng rằng là mình có thể khiến cho cái buổi diễn ngày hôm nay sẽ trở thành một trong những cái ngày đáng nhớ của khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo chân chúng mình đi khám phá lễ hội ngày hôm nay. Tuy nhiên đây chỉ mới là một phần của lễ hội mà thôi. Các bạn đừng bỏ lỡ những số tiếp theo để có thể khám phá hết những nét đẹp của lễ hội Việt Nam Festa in Kanagawa nhé. Sore de wa. Kết nối Việt Kana.